đơn đặt hàng đặc biệt của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ngày 16 tháng 6, tới dự và trao quyết định bổ nhiệm trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, nhiệm kỳ 2017-2020 của Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đưa ra 5 đơn hàng đặc biệt đối với các tân đại sứ, với lời nhắn nhủ tới các đại sứ, nỗ lực hoàn thành sứ mệnh là những câu nói góp phần định vị Việt Nam sao cho có lợi nhất trên bàn cờ chiến lược. Theo đó, Chủ tịch nước đặt hàng các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Thứ nhất, vận dụng linh hoạt tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, tiếp tục đổi mới tư duy đối ngoại theo hướng phục vụ tốt nhất các mục tiêu phát triển bền vững và mục tiêu đảm bảo quốc phòng an ninh của đất nước. Thứ hai, làm sâu sắc hơn hiệu quả các mối quan hệ đối tác chiến lược, đối tác toàn diện với nhiều đối tác quan trọng cả về chiều rộng và chiều sâu, phải tạo sự đan xen lợi ích, gắn bó hữu cơ, nhất là về lợi ích an ninh và phát triển giữa Việt Nam với các đối tác. Xử lý tổng hòa các mối quan hệ, vấn đề đặt ra là phải làm thế nào tận dụng được cơ hội cũng như hóa giải được thách thức, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh. Thứ ba, tiếp tục thúc đẩy hội nhập quốc tế phù hợp với điều kiện và lợi ích của đất nước trong bối cảnh các nhân tố hướng nội, bảo hộ đang nổi lên. Các trưởng cơ quan đại diện phải xác định rõ hội nhập là xu thế, dòng chảy chính của thế giới hiện nay. Nhưng trong quá trình đó, cần tỉnh táo nhận diện, định vị Việt Nam vào đúng dòng chảy chính, phù hợp với lợi ích quốc gia, dân tộc. Thứ tư, xử lý đúng đắn vấn đề biên giới, lãnh thổ, phải tích cực tranh thủ, vận động sự ủng hộ của các nước và của cộng đồng quốc tế với Việt Nam về chính trị, pháp lý và dư luận. Cuối cùng, Chủ tịch nước đề nghị các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cần đẩy mạnh phổ biến các giá trị Việt Nam, nâng cao hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời tích cực vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về Tổ quốc, xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh, giữ gìn bản sắc dân tộc, hình ảnh con người, đất nước Việt Nam, đề xuất khen thưởng động viên kịp thời những người có thành tích tiêu biểu, đồng thời chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng ở nước sở tại, có các biện pháp hữu hiệu bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của đồng bào, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy nguồn lực của cộng đồng. Trong bối cảnh áp lực hội nhập cạnh tranh kinh tế gay gắt, nguy cơ tụt hậu về kinh tế đối với nước ta ngày càng lớn, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, Chủ tịch nước đặc biệt nhắn nhủ các tân đại sứ phải có tư duy, cách nhìn mới, biến nguy thành an, biến cơ hội thuận lợi thành hiện thực, định vị Việt Nam sao cho có lợi nhất trên bàn cờ chiến lược đang thay đổi. Các trưởng cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là những chiếc cầu nối về chính trị, văn hóa, mà còn là các vị đại sứ về kinh tế, nhà bán hàng, giúp đưa hàng Việt Nam, thương hiệu Việt ra nước ngoài, thúc đẩy xuất khẩu và thu hút về đầu tư. Do đó, bên cạnh đơn đặt hàng đặc biệt của Chủ tịch nước, các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài mới được bổ nhiệm cũng nhận được rất nhiều đặt hàng từ các doanh nghiệp trong nước để tạo thuận lợi cho hoạt động giao thương với đối tác quốc tế.